À, chào các anh em đang xem miền Tây Solar. Bữa nay là ngày Chủ nhật Ngày 3 tháng 4 2022 Thì lại tiếp tục là mình đây Mình là Thắng đây mọi người Thì sáng giờ bận biểu chuyện quá Có cái dạng năng lượng mặt trời của ông chú Bị trục trặc một tí Mình chạy đi sửa cho nên hết gần mất hết buổi sáng Tiếc đó mọi người Thì bây giờ chiều về rồi Trưa rồi ha Nhưng mà trưa trưa bữa nay cũng không có nắng luôn nè Trưa này trời âm u quá Trời mát dày gói đèn lý tưởng nè Đó thì uh, mình tiếp tục lại gói hàng Bây giờ 11, 12 trưa mình gói chắc có thể là tới 12 tối luôn mọi người tại vì anh em thương anh em đặt đèn bữa nay đặt quá trời luôn á cho nên là mình sẽ quay và test nhanh và bữa nay mình có một kế toán phụ gói nữa nói chung là căng đó mọi người nói chung là căng bữa nay hàng nhiều quá thì anh em mua đèn thì nói chung là anh em đặt mà chiều thứ bảy á, là sáng thứ hai mình mới gửi được mọi người tại chiều thứ bảy có không kịp với lại sáng chủ nhật với trưa chủ nhật á, là bưu điện không có mần cho nên là tới sáng thứ hai nha anh em anh em cứ nhắn mình hỏi hàng chừng nào tới nào tới mình cũng ngại tại vì thứ hai mới gửi được mọi người chủ nhật đâu có làm việc đâu anh em đó, chủ nhật không có gửi được á thì bây giờ nè mình uh, đang lên một cái uh, gd 8860 l đây là gd uh, loại 1 hàng chuẩn chỉ loại 1 nha mọi người để gửi cho anh thơm ở khu vực 3 phường hiệp thành thành phố ngã bãi tỉnh hậu giang ha, địa chỉ nếu anh em nào đó, mà thấy địa chỉ mình đọc qua mà nó mà sai á anh em nhớ vô zalo nhắn cho mình liền nha mọi người đặng mình mình sửa liền nha à, sửa ngay lúc đó luôn nha chứ đừng có để mình gửi bưu điện xong rồi cái mình sửa địa chỉ khó lắm mọi người à, hoặc là uh, sửa địa chỉ đi nhưng mà nhưng mà cái người giao đó, người ta cũng không biết để giao luôn nữa tại vì khi mình sửa trên máy đó, thì nó sẽ không thể hiện ở trên cái tem á mọi người trên cái tem dán ở trên cái đụng đồ cho nên là cũng khó cho nên anh em mà coi video mà thấy mình đọc địa chỉ mà lỡ cho mình nó ghi sai gì anh em nhớ nhắn zalo liền lúc đó nha nè như anh thơm nè ở khu vực 3 phường hiệp thành thành phố ngã bảy hậu giang đó anh thơm lấy một cái cd 60 w đài đây nó đây giá của nó là 750k ha mình luôn luôn uh, báo giá ở trong cái video nha mọi người cho nên anh em uh, coi video đó, anh em nhớ cái giá hàng chứ anh em hỏi mình uh, giá 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 thì mình cũng nói chung là là, là mình trả lời thì cũng được nhưng mà điều nó hơi mất thời gian mọi người thôi trong video mình có báo giá đó luôn không, mọi người đó, cứ xem và, và và, và nghiên cứu ha cái nào mà ưng ý cái nào mà cảm thấy nó hạp tuổi hạp uh, tính của mình thì lấy ha anh em nói chung là đèn lượng mặt trời thì lúc này thì thì xài thì tốt thôi giá nó rất là rẻ mà nó chất lượng nó lại cao mà không cần đi dây nhợ ráo thẩm mỹ thời trang xài miễn phí tiền điện nữa khỏi dây nhợ khỏi sợ điện giật 222 là kia ha Nói chung là rất là nhiều lợi ích từ đèn mặt trời anh em nó treo chỉ có đẹp có tốt thôi chứ không có hại gì đâu thì giá nó hơi mắc hơn so với đèn 220 lý do là tại nó được trang bị thêm tấm pin nè bộ pin lưu trữ nè mạch sạc nè rồi tụi lum hết cho nên nó hơi mắc hơn đèn 22 điều đó là hiển nhiên ha nhưng mà bù lại cái là những cái tiện ích mà nó mang lại không đóng tiền điện rồi mọi người khỏi đi dây thêm hai đoàn kia ha đó thì mình thông báo lại và cái đèn GD 60 quá này mình vẫn còn anh em đã đam mê mình vẫn còn để bán luôn nha bán thoải mái nói chung là hàng này mình đã đã biết là người ta mua nhiều cho nên mình thủ rất là nhiều đó nó đại loại như vậy đó thì bây giờ là mình đọc lại cấu hình cho mọi người nghe chơi ha thứ nhất là 156 trăm năm mươi sáu mà d năm à, đây này anh em có thể đếm nha à? đếm không biết đủ 156 không mình chưa đếm bao giờ đó. nhưng mà giấy tờ nó ghi vậy 156 ít mà d mươi Bộ pin lưu trữ là 20 giờ Nó ghi 19,5 nhưng mà mình đọc 20 luôn cho rồi nha anh em Chứ ghi đọc 19,5 gì phải không Đó, 20 giờ nha Rồi tấm pin này là 22 w Tấm pin đẹp quá à. Đèn tấm pin đẹp mọi người ha Có nhiều đèn tấm pin số quá à đó, nhiều loại đèn cái pin đó nó xài thì ok hết chứ không phải ấy nhưng mà nó nó xấu quá à nó còn tấm đèn đẹp ghê không tấm trắng phếu luôn ha dành nó tấm phếu luôn nhôm mà rất là xịn sò nhìn cái nhôm này biết nó không bao giờ xét rồi đó mặt trên nó là pin poly 22 ha ở đây nó hơi uh, tốn diện tích ở chỗ mấy cái trắng trắng này nó hơi nhiều nè cho nên nó tốn diện tích nó hơi bự chứ đúng ra làm khích lại thì nó sẽ nhỏ hơn nó bị nhỏ hơn chút cái này nó làm biết lý do gì mọi người làm vậy đang tản nhiệt tốt hay sao mà nó nó, nó rộng thênh thang này ha đó, cái lần trắng này cũng bự của trời đường hàng cũng bự nè đó, tấm pin này nói chung là chất lượng lắm. Rồi cộng dây sạc của hàng Zinian loại 1 thì anh em cứ gọi là an tâm ha, chắc dây này 4 m rồi. Mà xịn lắm nha, dây xịn đó, đó xịn lắm nha. Đó anh em mua hàng Zinian thì cái gì cũng xịn mà thấy xịn ghê luôn. dây mà làm cứ ngắt. Cầm vô biết dây xịn liền. Rồi, thì hàng này á, là mình nói luôn á, anh em á, là z 40 nè. 25 nè 60 100 200 300 500 ngàn y gian vậy luôn nó y chang vậy nè mọi người kiểu mẫu y gian vậy nè y vậy ha nhưng mà cái quát nó lớn thì cái đèn nó bự lên thôi chứ còn kiểu mẫu gan này nè cho nên anh em khỏi cần coi kiểu coi mẫu vậy chúng ta chỉ cần biết gd 60 thì mấy cái kia nó y chang vậy ha nhưng mà nó to hơn nha mọi người đó to hơn thì có vậy thôi ha chứ không có gì trơn rồi cái đèn thì anh em thấy nè đó mặt sau là sơn tĩnh điện nguyên khối có chữ gd zinian ở trên có chữ zinian luôn ha Nói chung là hàng chính hãng thì mình ghi cái, cái, tên họ vậy nó chắc cú nha mọi người chứ còn anh em mua nè cái hộp nè mọi người đây mình bán hàng chính hãng mà cũng sợ gì đó đó nhiều anh em cứ cứ hay lẫn lộn giữa đèn này với đèn khác giữa hàng hiệu với hàng giỏm thì giờ anh em thấy nè cái thùng nè ở trên thị trường anh em thấy cái thùng này là bao la đúng không thùng này đâu không có có á nhưng quan trọng cái dòng chữ này nè nha Zinian này rồi JD 8860 l này đây nè đó ha đó, hàng giỏm không có hai cái đâu nè mọi người hàng giỏm nó để solar cái chữ solar bự chành bành luôn solar benil không phải thương hiệu gì đâu nha anh em đó, à, mình mua nói rõ ha để phân biệt hàng tốt với hàng giỏm để anh em mua trúng hàng giỏm mà giá nó mắc tốn tiền quen uổng về đốt có được gì hết không có sáng rồi không có không có thời gian lâu nữa nè nè thấy không hàng hiệu người ta luôn luôn in cái hãng này hoàng cái gì cũng phải có hãng thấy không mặc quần áo cũng phải có hãng điện thoại cũng phải có hãng đó cái gì cũng phải có hãng nha mọi người còn anh em đi đâu mà thấy người ta uh, nói ừ. không có in cái hãng lên là tại vì người ta không muốn in này kia nó nói xạo quá mọi người không in hãng là hàng phép chắc luôn không in hãng mấy anh công an mê lắm nha đó hàng phép thì nó đâu có dám in rồi bây giờ mình sẽ test nha đó mình đã điểu mấy anh bán hàng phép hoài anh bầm mình luôn bữa nào anh gặp mình anh hốt luôn đó, đó thì uh, nhân tiện đây thì cũng cảm ơn mấy anh em mà bữa nay ngày chủ nhật nè anh em đăng ký mua quá trời luôn mình đang có một đống đơn hàng trước mặt nè anh em thấy không đơn mình để con sắp lớp luôn mình ghi xong rồi ha anh thì nửa trang anh nửa trang này nè đó một miếng vậy là được hai anh ha mình đang để một đống luôn nói chung là bữa nay chủ nhật anh em ủng hộ quá trời luôn chắc nghỉ làm rồi, ở nhà nghiên cứu đèn nhiều mọi người cảm ơn mấy anh em nha cái kênh mình phát triển hay không là nhờ anh em đó ha rồi bấm auto cái nè trái ha auto trái đó trái hiện trái thì tắt tại ban ngày đâu trái hoài ha bấm on on đó. trái đó ban ngày nha mọi người anh em này test chơi thôi chứ anh em đâu biết vậy đâu biết sáng tối đúng không ban ngày mà trời đang nắng nữa mà đúng không đó, test đang cho biết là đèn đang hoạt động ok nè, mạch sạc đã ok nè. Mà sao ok nè, thấy không? Để lấy nét ấy. Đó mà sạc ok nè, đèn ok nè, remote đã ok nè. Đó bây giờ mình sẽ gói ghém thiệt là cẩn thận để gửi tới trong anh mình ha. Anh Thơm ở, um, ở, phường Hiệp Thành thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang thì anh Thơm mà chắc lần đầu tiên mua hàng rồi ha. Thấy cái tên là lạ nè. Ừ, ngã bãi Hậu Giang thì mình gửi hàng chúng đó quả gì nhưng mà anh thơm thì nghe lạ lắm Hồi đó là chắc mới mua thì mong là anh thơm xài cái này vừa ý rồi quay lại mua thì chơi vài cái nữa nha mọi người thì uh, những người mà khách đầu tiên mua lúc nào cũng mua một cái nha mọi người đó tại vì chưa tin tưởng đó cho nên mua một cái thôi rồi về nhà xài thấy tin tưởng rồi mới mua nữa chuyện đó bình thường thôi rồi thôi tới đây mình kết thúc ha anh em nào đam mê đèn mặt trời thì cứ liên hệ qua Zalo 076 -687 4311 cứ thoải mái nhắn qua Zalo mình sẽ trả lời cho anh em trong vòng 50 phút nha mọi người đó, anh em nào thêm kênh miền Tây Solar mà cảm thấy phấn khởi thì À, cho cái đăng ký vào kênh ha càng nhiều người đăng ký thì mình à, kênh càng phát triển và mọi người càng biết đến nhiều hơn nữa về những cái năng lượng mặt trời mình phải bán đèn không anh em đó đắn pin bao la à, nhân tiện đây mình cũng cảm ơn mấy ông anh chiều thứ bảy ngày hôm qua à, mấy ông anh mình chạy xe hơi tới nhà chở một đám pin ha à, mình vơi vơi pin rồi thì à, cứ vơi rồi mình lại đem về bỏ thêm bỏ thêm vô đó anh em cứ đem đi rồi mình lại đem về đem đi rồi đem về mọi người đó bán hàng thì chỉ mong có bấy nhiêu đó anh em thôi xin kết thúc anh em video ha hẹn gặp mọi người ở những cái video tiếp theo bên trăm này mình còn nè đó anh em hỏi sáng giờ bên trăm trăm gì đó đó thì đó còn mọi người lấy thoải mái nha điều khiển sạc rồi bbt rồi thoải mái luôn có con xua màu nữa nha anh em để 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 chiều nay mình rảnh mình quay con su bbgm cho mọi người nghe coi ha bán cái đó thì không có lợi bán cái đó thì bán vốn thôi chủ yếu là được mua mấy anh em mua kèm với pin này, ha đó chứ còn con BBKM thì giá thị trường nó chẳng có bao nhiêu tiền cho nên không có đặt vấn đề lời lớn ở trong đó rồi anh em nào mua thì cứ liên hệ mình ha đó đèn rồi pin rồi ôi cắt kiểu nha mọi người thôi xin chào mọi người nhé